Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi chương trình Trời Sinh Một Cặp mùa thứ 7. Duy Kim thì lúc này đang rất là nhiều cảm xúc bởi vì mình vừa hoàn thành xong bài thi cuối cùng của mình ở vòng chung kết. Một cái liên khúc gồm 3 bài mà mình gọi là liên khúc đời người ca sĩ. Không biết các bạn coi là các bạn thấy thế nào? Chứ Duy Kim bây giờ thì tâm lý chưa ổn định cho lắm, vẫn còn rất là nhiều cảm xúc trong mình. Hồi nãy anh Nguyễn Hồng Thuận có nói một cái câu mà Duy Kim thấy tâm đắc nha. Duy Kim khó có thể trở thành ca sĩ, nhưng mà Duy Kim có thể trở thành một người làm ngành giải trí. Đó là sự kết hợp giữa ca hát, diễn xuất, kịch thoại vân vân vào trong cùng một tiết mục. Và Duy Kim thích ý tưởng đó bởi vì tất cả mọi thứ, những thứ đó Duy Kim đều có. Còn nếu mà trở thành một người ca sĩ thì có lẽ là mình cũng hơi vừa già, mà cũng chắc cũng không đủ tiêu chuẩn để trở thành một bạn ca sĩ dành cho các giới trẻ đâu. Nhưng mà cái hướng kia Duy Kim thấy hợp lý nha. Thật ra Kim không nghĩ là mình lấn sân đâu, bởi vì Kim có một cái sân chơi riêng của mình từ xưa tới giờ rồi. Là dù Kim không hát chuyên nghiệp, nhưng mà Kim thường xuyên hát ở quán cà phê, hát ở các phòng trà nhỏ. Và Duy Kim coi đó là cái nơi mà là mảnh đất mà mình đã sống, đó chính là cái sân mà mình đã đá bao nhiêu năm nay. Còn bây giờ mình đá lộn sân thì chắc có lẽ là bởi vì lần đầu tiên mình lên một chương trình lớn như vậy. Và lần đầu tiên các bạn được nhìn thấy Kim ở trên một sân khấu lớn. Khi trước đó thì Duy Kim hát ở những cái gọi là hát trong bóng tối được không ta? Kiểu vậy. Quan trọng là cái game show đó có làm cho người nghệ sĩ đó được tỏa sáng hay không. Nếu người nghệ sĩ đó họ có những cái tài năng thực sự rất tài năng, và đúng ngay game show đó giúp họ tỏa sáng được, thì chắc chắn công chúng sẽ lại đón nhận một lần nữa. Vì Kim nghĩ như vậy, chúng ta ai cũng có một tài năng riêng, như những chú cá vậy đó. Có cá sẽ hợp với nước ngọt và có cá sẽ hợp với nước mặn. Nó còn phải tùy vào bể bơi nào và tùy vào lúc nào nữa. Đồng thời sự nổi tiếng cũng cần 3 điểm: thiên thời địa lợi nhân hòa. Cho nên nếu mà những nghệ sĩ mà họ đã qua được cái đỉnh cao của họ mà họ quay trở lại với một game show, nếu thực sự họ không thể nào tỏa sáng trở lại thì cho dù có 10 game show họ cũng vậy thôi. Còn nếu như họ thực sự có tài năng và tài năng của họ vẫn luôn luôn nằm ở đó, thì đến một game show phù hợp sẽ làm cho tài năng của họ thực sự bừng sáng một cách rực rỡ. Thời gian tham gia Trời Sinh Một Cặp mùa 7 này thực sự Kim đánh đổi rất là nhiều, nhiều nhất là giấc ngủ. Kim là người Kim từng có cái tiền sử là mất ngủ. Càng lo lắng Kim càng mất ngủ. Kim nói không biết các bạn tin không, chứ những cái ngày tháng mà Kim dựng bài và tập hát á, là Kim nhắm mắt nhưng mà trong đầu toàn là giai điệu và toàn là vũ đạo. Cho đến sáng mình thức dậy là mình biết là mình ngủ đó, nhưng mà trong cái giấc ngủ của mình nó làm hết tất cả những công việc mà lẽ ra mình thức mình phải làm. Và tối nay Kim có thể về ngủ và rất ngon rồi, thèm ngủ vô cùng luôn mọi người ơi. Kim như đã chia sẻ trong bài thi của mình, ngoài công việc làm văn phòng thì Kim có đi hát. Tiền không nhiều đâu, nhưng mà nó nuôi cái ngọn lửa âm nhạc trong Kim đến tận bây giờ. Và Kim nghĩ là Kim đi hát không phải để kiếm thêm thu nhập. Nếu là Kim đi hát để Kim giữ được cái ngọn lửa trong mình. Với Kim, nhạc là để vui. Mình phải vui, thật là vui thì mình mới cảm thấy thích. Đương nhiên nếu cái niềm vui đó mà mình kiếm ra tiền nữa thì niềm vui đó sẽ được gọi là niềm hạnh phúc. Còn với các nghệ sĩ khác thì Kim không biết thế nào. Thực ra nó cũng sẽ tùy vào cung và cầu. Khán giả đón nhận thì họ mới có thể kiếm được tiền. Cái chuyện đó là chuyện bình thường của sự trao đổi ngang giá của thị trường thôi, đúng không? Kim với anh Duy chưa từng có mâu thuẫn, chỉ có một lần là Kim lầm lỡ thôi. Là vì mình là người xếp lịch hết tất cả mọi thứ, từ vũ đoàn, quần áo, make up các loại luôn. Thì mình hôm đó là mình hẹn phòng thu, phòng thu nhắn là 8 giờ qua nha. Thì Kim lại nhắn cái tin nhắn qua cho anh Duy là 18 giờ qua nha. Và thế là anh Duy bị đợi 2 tiếng. Anh quạo quá trời luôn, anh la quá trời la luôn. La xong cái 5 phút sau cái anh nhắn: đi qua quán cà phê ngồi với anh. Rồi hai qua quán cà phê anh em ngồi uống cà phê ngồi dẫn tiếp. Tóm lại là đó chỉ là một cái moment, một cái khoảnh khắc duy nhất mà anh Duy quạo với mình thôi. Còn lại là lúc nào anh cũng nice với mình. Anh lắng nghe, anh hiểu mình. Anh là một người đội trưởng đáng quý. Cho đến tận những vòng sau này thì Kim bắt đầu phát hiện ra là Jenna Anh Phương, bạn có một khả năng thật sự là không ngờ tới. Bạn rõ rệt tiến bộ một cách vượt bậc mà mình lo luôn á. Mình lo, có khoảnh khắc là Kim rất lo. Chết rồi, đoạn đường mình đi đến giải thưởng chắc khó lắm rồi đây. Lo, rất là lo. Những bạn TikToker và với một vài bài hát chỉnh sửa mà các bạn nổi tiếng á,
thì trên nền tảng TikTok thì các bạn nổi tiếng trên nền tảng TikTok. Thật ra công chúng vẫn là nơi rộng lớn nhất, và để công chúng đón nhận thì bạn phải được trình diễn trên một nơi rộng lớn, trên một sóng truyền hình của quốc gia, trên một nền tảng mà phải thực sự được công nhận thì bạn mới thực sự trở thành một ca sĩ thực thụ. Còn bạn chỉ trên nền tảng TikTok thì có khi ra ngoài đường không ai chơi TikTok, người ta không biết bạn. Cho nên là vẫn quay trở lại câu chuyện cá nước nào bơi hồ nước đó. Khiêm đã từng là một người ước mơ âm nhạc rất lớn và đã từng từ bỏ giấc mơ của mình và từng chui rút vào những quán cà phê nhỏ chỉ để được hát thôi, cũng không màng đến ánh sáng, cũng không màng đến phim trường là gì nữa. Và Khiêm nghĩ rằng là bạn dù chỉ cần bạn ước mơ, bạn có đủ cách để bạn được hát và chỉ chờ thời điểm thôi. Khiêm đã chờ, năm nay mình 35 tuổi, Khiêm đi thi những cuộc thi hát đầu tiên năm 19 tuổi. Khiêm đã đợi 16 năm để được có thể đứng trên một sân khấu lớn như vậy, được tham gia một sân khấu lớn như vậy với những vị giám khảo rất nổi tiếng, cùng làm việc với một người ca sĩ chuyên nghiệp là đội trưởng của mình là anh Thanh Duy. 16 năm ròng rã để mình có thể có được giây phút này. Huy hoàng chứ, rực rỡ chứ, và mình hạnh phúc. Quan trọng là bạn có giữ được cái niềm đam mê đó đến tận cùng hay không. Khiêm đã ở một cái dòng thi là dòng hát tuồng á. Khiêm rất là căng thẳng, mình áp lực, bài thi đấu rất là khó, khó, vô cùng khó. Khiêm đã cứng tổ ngay tại phim trường, Khiêm nói là tổ ơi, cho con hoàn thành bài này trôi chảy, con hứa con trích 10% trong tiền thưởng của con, và con rủ một vài người bạn nữa để con có thể gom được một tấn gạo con gửi cho các chùa, gồm có trẻ em nghèo và các cụ già neo đơn. Còn lại số tiền còn lại thì chắc chắn phải chi trả cho các chi phí làm đồ, quần áo, vũ đoàn, make up vân vân các kiểu, vân vân đủ thứ. Còn dư còn lại nha, mình sẽ thanh toán tiền vay mua nhà, mình vẫn còn nợ một ít tiền vay mua nhà. Tóm lại là đi thi cũng bị giải thưởng á. Ý tưởng này đến từ ba yếu tố. Đầu tiên là mình nghĩ rằng vòng bán kết một vòng cực kỳ quan trọng, bởi vì nó quyết định một tấm vé được vào vòng chung kết. Cho nên mình đưa một cái bài có sức nặng rất nặng lên là bài Nữ Tướng Việt Nam như các bạn đã coi trước đó. Thì để mình có thể giành được một cái suất an toàn nhất để mình có thể vào vòng chung kết. Yếu tố thứ hai nữa là yếu tố là vì cái bài kia quá nặng, và nặng cả về tài chính đầu tư nữa, cho nên là đến vòng bài còn lại mình không còn đủ chi phí đi đầu tư ngân sách cho nó. Thì mình mong muốn nếu mình không làm được hoành tráng thì mình hãy làm một cái gì đó nó từ trái tim. Và cái gì từ trái tim đây? Thì đến từ câu chuyện. Và Duy Khiêm kể câu chuyện của mình cho anh Duy nghe. May mắn là mười mấy năm trước anh Duy đã từng chứng kiến hành trình của mình. Anh Duy đã từng đến quán cà phê của mình, từng ngồi cùng hát với mình ngay trong cái quán cà phê đó. Anh hiểu được rất rõ câu chuyện của mình, và hai anh em cùng nhau vạch ra phương án. Vậy thì chọn bài này cho chung kết đi em. Ngay cả khi dù em không được quán quân đi ha, xui rủi nhất là không được quán quân, không được người ta không được giám khảo cho điểm 10, thì tất cả những khán giả coi cái tập chung kết này trên sóng truyền hình sẽ biết được câu chuyện của em, biết được thông điệp em muốn truyền tải là hãy cứ đam mê đi, bỗng đến một ngày bạn sẽ gặt hái được thành quả. Khiêm nghĩ lời cảm ơn đó thích đáng. Lời cảm ơn nó đến từ hai nửa tâm lý của mình. Tâm lý đầu tiên là Khiêm đã là người làm sáng tạo nội dung, Khiêm từng làm ekip sản xuất chương trình. Khiêm hiểu rõ nhất cái cực đến từng chi tiết của từng bộ phận âm thanh, ánh sáng, biên tập, hậu kỳ, tất cả mọi người trong cùng một phim trường. Mỗi một ngày quay á, Khiêm đều lên phim trường rất là sớm để Khiêm được nhìn ngắm tất cả mọi người làm việc. Khiêm nhớ lại cái khoảng thời gian mình đi làm văn phòng, làm sản xuất nội dung. Và tâm lý thứ hai là tâm lý mình là thí sinh đi thi. Tất cả mọi người dù rất cực nhưng mà đều chăm chút cho mình tỉ mỉ, quần áo chỉnh cho mình từng món tiết mục thế nào. Có những đêm 12 giờ mấy, 1 giờ đêm gửi nhạc mà họ vẫn còn phải đang làm cho mình, họ còn phải design cái ảnh LED để chiếu màn hình cho mình. Mình trân quý những điều đó, Khiêm trân quý những điều đó. Cho nên Khiêm dành lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Hôm nay đã là tập chung kết cuối cùng rồi, Trời Sinh Một Cặp mùa 7. Một cái cơ duyên rất là may mắn khi Khiêm được đến với chương trình này. Cảm ơn tất cả các bạn đã rất là theo dõi chúng tôi, theo dõi Khiêm, theo dõi anh Duy cũng như là tất cả những đội khác. Mong rằng chương trình đã mang đến cho các bạn những giây phút thật là tuyệt vời, và mong rằng các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ Khiêm, anh Duy cũng như là tất cả mọi người cũng như chương trình này ở mùa 8, mùa sau đó nữa nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.